Tới bước 2, các bạn sẽ pha sốt, cho vào một muỗng tương ớt và một muỗng nước mắm, thêm vào một muỗng sa tế và một muỗng dầu sa tế. Tiếp theo, các bạn sẽ cho vào gần nửa muỗng đường và 1/5 muỗng bột ngọt, 1/3 muỗng hạt nêm và 1/5 muỗng tiêu xay. Ok, bây giờ mình sẽ khuấy đều lên cho hòa tan hỗn hợp gia vị. Bạn nào người miền Trung thì mình cho thêm vào chút xíu muối nữa là ok. Bây giờ mình sẽ khuấy đều tay lên cho hòa tan sốt một lần nữa, rồi bắt đầu tiến hành qua bước 3 là đem đi xào thôi nè. Các bạn sẽ bắt chảo lên bếp cho nóng, rồi sau đó cho vào một muỗng dầu ăn. Đó, mình sẽ cho vào nè. Còn bạn nào mà thích ăn béo thì mình cho 2 muỗng, tại vì mực xào sa tế mà bóng bẩy tí với ngon. Tiếp tục, các bạn sẽ cho xả vào phi lên cho vàng trước, sau đó mình sẽ cho vào nửa muỗng tỏi xay và một muỗng hành tím thái mỏng. Đó, mình sẽ đảo đều tay lên cho vàng cho thơm. Hồi nãy giờ các bước hướng dẫn bước nào cũng đơn giản, đâu có bước nào khó đâu phải không? Vàng lên rồi thì các bạn sẽ cho mực vào xào trước. Mình sẽ xào lên khoảng 3-5 phút cho mực chín. Lưu ý là không được xào quá lâu, sẽ khiến cho mực teo lại và cứng, ăn không ngon cả nhà nha. Bây giờ thì mình sẽ cho hết tất cả hỗn hợp sốt đã pha vào. Tại đây Hoshi chỉ đăng được có 1 phút thôi. Cả nhà đừng quên bấm đăng ký và vào kênh xem phần còn lại giúp Hoshi nha.